Nhà báo uy tín Fabrizio Romano cho biết cuộc đàm phán dạn hợp đồng giữa Spurs và tiền đạo người Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn nâng cao. Gà trống rất tự tin vào việc sớm trói chân thành công chân sút chủ lực của họ. Chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Mourinho cũng tuyên bố đôi bên đều tiếp tục muốn gắn bó với nhau sau mới kết thúc sự nghiệp tại đây, nhưng điều đó chưa xảy ra ngay lúc này vì chưa phải thời điểm thích hợp. Quỷ đỏ đang đứng trước nguy cơ thất bại trong việc chiêu mộ tiền vệ Hakan Çalhanoğlu của Milan, theo Calcio Mercato. United trước đó đã liên hệ với cầu thủ 26 tuổi, người chỉ còn hợp đồng tới cuối mùa giải năm nay với AC Milan. Tuy nhiên, Milan không có ý định để Çalhanoğlu ra đi. Người đại diện của cầu thủ người Thổ sẽ gặp gỡ ban lãnh đạo để thảo luận về việc dạn hợp đồng. Sau những đóng góp trong thời gian qua, trung vệ người Hà Lan sắp được The Kop tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn lên tới 5 năm. Ngôi sao 29 tuổi sẽ bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa giải này vì chấn thương. Vì vậy, ban lãnh đạo Liverpool muốn làm gì đó để củng cố niềm tin cho cầu thủ này. The Citizens đã quyết định đưa trung vệ Leonardo Bonucci vào danh sách chuyển nhượng. Theo Dottojo Fias, huấn luyện viên Pep Guardiola muốn lão tướng 31 tuổi lấp đầy khoảng trống mà cựu đội trưởng của The Citizens, Vincent Kompany để lại. Dottojo Fias đưa tin, MU đang chốt quá trình đàm phán với Atletico về tương lai của tiền vệ Saúl Ñíguez. Mùa này sau một số chấn thương, Saúl không còn là lựa chọn chính thức của huấn luyện viên Simeone. Trong trận derby thua Real mới đây, anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Từ đầu mùa, Saúl cũng đã có 7 trận đá chính ở La Liga. Đây được xem là cơ hội để MU mang Saúl về Old Trafford nhằm thay thế Paul Pogba, người liên tục đòi ra đi. MU đưa ra đề nghị 70 triệu euro tương đương với 63,3 triệu bảng để Saúl ký. Con số này thấp hơn so với Jack Grealish, mục tiêu quan trọng khác của Quỷ Đỏ. PSG vừa bắt đầu triển khai kế hoạch chiêu mộ ông Sam Aoua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. AFC Sport tiết lộ, PSG xem Aoua là ưu tiên lớn nhất để làm mới hàng tiền vệ hướng đến mùa giải 2021-2022. Kylian Mbappe cũng tác động đến ban lãnh đạo của PSG về việc chiêu mộ Aoua. Họ duy trì mối quan hệ tốt và rất hiểu nhau khi cùng khoác áo đội tuyển Pháp. Giám đốc thể thao Leonardo muốn sớm hoàn tất các cuộc đàm phán với Lyon để tránh sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ ở châu Âu. Huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định gạch tên tiền vệ Mesut Ozil khỏi kế hoạch của Arsenal ở mùa giải này. Theo đó, ngôi sao người Đức không có tên trong danh sách thi đấu ở Ngoại hạng Anh và Europa League. Không có cầu thủ sinh năm 1988, hàng công đội bóng London chơi cực tệ. Từ đầu mùa giải đến giờ, Arsenal chỉ ghi được 10 bàn sau 12 vòng đấu vì hàng công chơi tệ hại để phòng thủ xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ Arsenal đang gây sức ép buộc huấn luyện viên Arteta phải bổ sung Ozil cho giai đoạn 2 của mùa giải. Sau trận thua Burnley, khi được hỏi về khả năng bổ sung Ozil, huấn luyện viên người Tây Ban Nha nói: "Ozil hiện tại không có trong danh sách đăng ký, tôi chỉ tập trung vào những cầu thủ mà chúng tôi đang có, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào tháng riêng, chúng tôi cần thêm thời gian để quyết định." Sau phát biểu của Arteta, giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar cũng đã lên tiếng về tương lai của cựu sao Real Madrid. Ông nói với Mirror: "Tôi đã cùng với Mikel Arteta nói chuyện với Mesut Ozil và người đại diện. Không có gì quá căng thẳng, chỉ là làm rõ một số vấn đề, cùng nhau nhìn về tương lai của cậu ấy ở Arsenal. Tôi cảm thấy rất vui khi cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái. Các bên vui vẻ nói những mong muốn của mình. Arteta cũng đã giải thích cho các bạn rất nhiều, mọi thứ sẽ sáng tỏ trong thời gian tới." Với những phát biểu của Edu Gaspar, nhiều khả năng cầu thủ 32 tuổi sẽ quay lại đội hình của Arsenal vào tháng 1. Tương lai của tiền đạo Lionel Messi vẫn đang được quan tâm rất nhiều. Cầu thủ sinh năm 87 chỉ còn thời hạn đến Barca đến hết mùa này, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ ký hợp đồng mới. Rất nhiều đội bóng quan tâm M10, trong đó phải kể đến Man City. Đội chủ sân Etihad muốn nâng cấp đội hình bằng siêu sao người Argentina. Ở Man City có đồng đội của Messi ở đội tuyển quốc gia là Sergio Aguero. Ngoài ra, anh còn có cơ hội tiếp tục được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Guardiola, người thầy cũ ở Barca. Barca đang gặp khó khăn về tài chính, họ rất khó giữ chân Messi. Bởi vậy, cơ hội thành công của Man City là rất lớn. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh sẽ phải cạnh tranh với PSG. Đại diện của Ligue 1 cũng đang khát khao chữ ký của M10. Họ muốn Messi đoàn tụ với Neymar ở sân công viên Các Hoàng Tử. Theo Eurosport, Man City sẵn sàng đáp ứng mức lương hiện tại của Messi tại Barcelona như một động thái thuyết phục chân sút sinh năm 87 rời nou Camp đến Etihad với việc đã 33 tuổi. Việc được nhận 1 triệu euro một tuần chắc chắn khiến cầu thủ này khó từ chối. Việc đáp ứng mức lương siêu khủng cho Messi cũng cho thấy Man City quyết tâm như thế nào. Dễ dàng nhận thấy, họ sẽ phải chi một số tiền lớn nhưng bù lại, họ sẽ có thêm rất nhiều fan. Hình ảnh của Man xanh cũng được nâng cấp nếu có Messi trong đội hình.